Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta cùng nhau làm quen với phần 7 của trình độ nâng cao. À, chủ đề của phần 7 này là Pizza sô mai chi chai lúa mà dư lần. Bây giờ chúng ta phân tích cái tự đề này ha. Pizza cũng có người đọc là pizza, pizza hay là pizza. Mình nghe nhiều người đọc với cái cách đọc khác nhau một chút. Và cũng không sao vì đây là nó phiên cái âm à, Cái cách phát âm của từ pizza ra thôi Rồi pizza Sô mai chi Sô mai chi là máy bán Cái máy bán tự động Máy mà nó làm tự động á Nó tự động bán Ví dụ bỏ bao nhiêu tiền vô rồi nó tự làm Nó tự đưa cái bánh ra đó Gọi là sô mai chi Pizza hoặc là pizza sô mai chí, máy tự động bán pizza chai lúa mà y lần lúa mà là rom roma đó là thủ đô của ý, trái lúa mà duy lần lại gặp phải sự lạnh nhạt như vậy là máy tự động bán pizza bị chê hoặc là bị lạnh nhạt ở Rome. Pizza số so mai chí trái lũa mà duy lần và sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái bản từ mới của cái đoạn này nhé. Thứ nhất chúng ta có từ pizza cũng có người đọc là pisa có người đọc là pizza, không sao cả rồi bánh pizza từ thứ hai là show mai show vốn có nghĩa là bán và mai cũng có nghĩa là bán luôn thì show mai ghép vô cũng có nghĩa là bán hoặc là bán ra thôi show mua duyển là nhân viên bán hàng đấy sell show là tiêu thụ chữ show là chữ thụ, tức là bán rồi và trong nhiều ngôn ngữ trong tiếng việt mình cũng có cái hình thức ghép giữa hai từ đồng nghĩa lại với nhau Ví dụ như to lớn, to là lớn Rồi bé nhỏ, bé là nhỏ Rồi vĩ đại, vĩ là đại, đại là vĩ thôi Rồi như vậy là sâu mai sâu cũng là bán Và mai cũng là bán nhưng ghép vào cũng dịch là bán thôi Sâu mai chi là máy bán Nhưng mà máy nó tự động bán Sâu mai chi Từ thứ tư là duy lần Từ duy là chữ ngộ tức là gặp, gặp phải Ví dụ duy tao là dĩ trên dị Gặp phải một cơn mưa như là y chàng ta gì gặp phải một cơn mưa lớn hay một trận mưa lớn cũng được rồi duy là ngộ gặp còn lần đây là lần tan tức là lạnh nhạt gặp phải sự lạnh nhạt thì mình dịch là bị chê hoặc là bị lạnh nhạt bị thờ ơ từ thứ năm là rên quẩy rên quẩy là cho rằng hoặc là nhận định tôi cho rằng vấn đề này rất là phức tạp ví dụ như gọi rên quẩy cái vấn đề rất phức tạp phải từ từ nghiên cứu do mánh mánh thời diễn chút. Rồi như vậy rinh quẩy là cho rằng hoặc là nhận định. Ta có từ thứ sáu là chỉ sửa, chỉ sửa là thật ra hoặc là kỳ thực. À, anh ấy à, anh ấy luôn thờ ơ với chị ấy chẳng hạn nhưng thật ra chỉ sửa anh ấy rất là thích chị ấy tha hỉnh sự à, khoan na cơ xẻo dè à. rồi chỉ sửa là thật ra từ thứ bảy là italy là nước ý italy là italy ấy. tức là nước ý đây là cái cách nó phiên cái âm ra thôi à, ý đại lợi đó, italy từ thứ tám là lỗ mà là rome được rồi roma từ thứ chín là che thổ che là những cái con phố đường mà ở những cái trung tâm đô thị thị trấn đồ này nọ thì gọi là che còn lu là đường nói chung chung đường lớn đường nhỏ đường rừng gì cũng lu được hết á còn che là đường phố thì phải hai bên có nhà cửa rồi này là có thể có buôn bán thì mới gọi là che thổ là cái đầu như vậy che thổ là đầu đường nhưng ta hiểu là đầu đường ở những cái khu đô thị à, trung tâm là thôi che thổ liễu lăn che thổ là lưu lạc đầu đường xóa chợ đó rồi từ thứ 10 là suy do suy do thì nghĩa cũng giống như do thôi nhưng mà nghĩa nó mạnh hơn suy do nghĩa mạnh hơn do chúng ta nhớ như vậy là được cần phải. Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 11 là ở xe. Ở xe là đồng thời. Có khi dịch là mà còn. À, tan ở xe không những cái gì đó mà còn cái gì đó nữa. Không những biết tiếng Anh mà còn biết tiếng Pháp nữa. Tha bủa tan khuê, yên quẩn, ở xe hải khuê, phạo Rồi ở xe đây là đồng thời hoặc là mà còn tùy chỗ mà chúng ta dịch. Âu Duyển là đồng euro, đồng tiền của cái khối ừ. kinh tế chung, cộng đồng chung châu Âu, á, Âu Duyển. Rồi, à, màn dí là hài lòng. Mình hài lòng với cái gì thì thường sẽ là tuê cái gì đó màn dí. Wò ừ, tuê trở lên mô thô sơ, trở tới hình màn dí. Tôi cảm thấy rất là hài lòng với chiếc xe gắn máy này. Màn dí, hài lòng. Pua màn dí là không hài lòng, của thái màn dí không hài lòng lắm. Từ thứ 14 là từ răng Răng có rất là nhiều nghĩa Răng là bảo là kêu Ai bảo anh đến đây? Sửa răng này lại à, chuyên thì răng vào lại Giám đốc kêu tôi đến Ai bảo tôi đến? Rồi. Bảo hay kêu Rồi Từ răng có nghĩa là nhường Xin răng luôn à, Xin nhường đường cho Răng pu là nhượng bộ Ngoài những cái nghĩa đó ra Còn những nghĩa khác nữa Và trong số những nghĩa khác Có một cái nghĩa là hãy Lúc đó nó sẽ nằm ở phía đằng trước năm lần trước chủ ngữ răng của mình ai sửa gene bà chúng ta hãy yêu quý thời gian trên quý sửa gene yêu quý thời gian răng của mình chúng ta hãy à, chúng ta hãy là nhớ cho thầy ha răng có nghĩa mới Từ thứ 15 là san thiên là nhà hàng à, thấy bây giờ cái xu hướng mới người ta dùng từ san thiên là nhiều chỉ các cái nhà hàng cũng à, tương đối sang trọng san thiên từ thứ 16 là phu chín là gần hoặc là lân cận Nó chỉ dùng để chỉ cho nơi chốn cho không gian thôi Chứ nó không có dùng cho thời gian, từ này không dùng cho thời gian Ví dụ gần nhà tôi có một cái nhà thuốc Wà gia phu chín Dù ý cơ giao tiền Dù ý cơ giao phản cũng được, giao tiền cũng được Rồi Phu chín là gần hay là gần trường chúng tôi lân cận trường nó tức là gần trường sẽ sao phu chín dù ý cơ tiên dình duyên gần trường có một cái rạp chiếu phim từ thứ 17, từ cuối cùng của bản từ mới này là xoán thồn xoán thồn là truyền thống ví dụ truyền thồn văn hoa là văn hóa truyền thống xoán thồn y su là nghệ thuật truyền thống nhưng mà thồn y vô xoán thồn phủ trang trang phục truyền thống rồi đó là truyền thống à, sau đây xin mời mọi người đọc theo mình cái bản từ này một lần nhé 披萨售卖售卖机预冷认为其实意大利罗马街头需要而且欧元。 Màn y Rang San thiên Phu truyền thống. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn theo dõi phần nội dung chi tiết. Khăn to, Mr. Go Pizza. Khăn to, Mr. Go Pizza, tức là nhìn thấy ông go pizza mister này đó à, Mr. go pizza là tức là nhìn thấy cái thương hiệu này chưa cơ miệng chưa khan to mister go pizza chưa cơ miệng chưa nhìn thấy cái tên này cái tên mister go pizza này nỉ khờ nẫn huê rên huệ có thể bạn sẽ cho rằng khờ nẫn là có thể chỉ sự dự đoán nỉ khờ nẫn rên huệ có thể bạn sẽ cho rằng huê rên là sẽ cho rằng sự huy ngay chỗ này là sẽ sư sì, y giá đen tiên có thể bạn sẽ cho rằng đây là một cửa hàng bán uh, pizza uh, pizza pizza tiên là cửa hàng pizza chỉ sửa là thực ra Tha Ý Italy lúa mà chế thổ tờ mai chi chỉ sửa tha Thật ra nó là Bây giờ từ trung tâm ở đâu nè Từ trung tâm là đằng sau chữ tơ đó Tha sơ Italy Lỗ mà che thổ tơ pizza số mai chi Thật ra nó là Cái máy tự động bán pizza Pizza số mai chi Rồi cái máy đó ở đâu Hoặc là như thế nào Italy Lỗ mà che thổ tơ Như vậy là cái thật ra nó là cái máy tự động bán bánh pizza ở những cái đầu đường tại thủ đô Roma của nước Ý. Tha sư Italy lúa mà che thủ tờ pizza số mai chi. Tiếp tục nữa, trơ trùng pizza số mai chi cái loại máy tự động bán pizza này, cái kiểu máy tự động bán pizza này, trừ suy giao xanh phân trung, chỉ cần 3 phút thôi, trừ giao cũng được, trừ suy giao cũng được, trừ suy giao 3 phân trung, chỉ cần 3 phút thôi, thôi. thôi. chiêu nẫn là thì có thể. Bà y trăng pizza cho họ, thì có thể làm xong được một chiếc bánh pizza. lượng từ của bánh pizza là trang y trang pizza rồi cho họ là làm xong mang cái gì đó ra làm xong và y trang pizza cho họ ở trẻ là đồng thời nâng cho sư trùng pizza đồng thời còn có thể nâng là có thể cho sư trùng pizza là làm bốn cái loại pizza khác nhau mình không có thích ăn pizza và cũng không có thường ăn cho nên mình cũng không biết bốn loại đó là như thế nào nữa. Bạn nào biết thì viết vào trong phần comment cho mình nhé. Trơ trọng pizza siêu máy ghi chỉuya 3 phút, có thể làm một cái pizza tốt, háchie có thể làm bốn chủng pizza. Tiếp theo nữa, truy tiện ý 的 pizza 4.5 euro. 這片義的皮薩, cái bánh hoặc là chiếc bánh pizza mà rẻ nhất, phiến gì, rẻ nhất. Có những rất nhiều những cái từ mà nó không có khinh thanh nên mình buộc phải phiên theo để theo cái thanh gốc của nó, ví dụ như là phiến gì, ra là mình sẽ đọc là phiến gì nhưng cũng có người nói là phiến gì đó, mình nghe nhiều người nói là phiến gì, người Đài Loan cũng có nói. Nhưng mà mình vẫn quen là đọc là phiến gì thôi. 這片義的皮薩, rồi Chiếc bánh pizza mà rẻ nhất á 4.5 ngủ Âuy Âu là đồng Euro sư 5 ngủ Âu Yên, tức là 4 đồng rưỡi à, 4 đồng 4 đồng rưỡi tiền Euro chơi quay tờ 6 Ây chơi quý tờ có nghĩa là chơi quay tờ pizza cái bánh pizza mà mắc nhất 6 Âuyn là 6 Euro 6 đồng Euro 人们在 hằng边可以看里面的 pizza,是怎么 mọi người ở bên cạnh,可以看到, có thể nhìn thấy, nhìn thấy cái gì nữa,里面的 pizza, cái bánh pizza ở bên trong,是怎么 cho出来的, nó được làm ra như thế nào, như vậy là mình có thể đứng và nhìn thấy luôn.

người Italia tuy cái gì đó rồi mới mà mành gì hoặc là cua màn gì hồi nãy mình có nói về cấu trúc đó bây giờ nè thế nhưng người Italia nè tuy số so mai chi chua tờ pizza nhưng người Italia đối với những cái bánh pizza mà được cái máy tự động bán làm ra tuy sâu so mai chi chua máy tự động bán làm sâu so mai chi chua tờ pizza à, những cái bánh pizza do máy tự động bán làm thì bố thai màn y là không có hài lòng lắm thì ngay chỗ này mình sẽ dịch là thế nhưng người ý không hài lòng lắm với những cái bánh pizza do máy tự động bán làm ra Italy rẽn sô chi chua tờ pizza màn tiếp nữa răng rin men lại khan nghĩ xa lăn răng của răng của là chúng ta hãy từ răng lại có nghĩa là hãy đây răng của mình là chúng ta hãy lại kha nhĩ xa đến xem một chút xem cái gì nè ta cha tô sư trầm ở số thôi xem một chút xem mọi người đã nói như thế nào như vậy là chúng ta hãy đến xem một chút xem mọi người nói như thế nào răng của mình lại khan gì xa ta cha tô sư trầm ở số thôi nói về cái nhận định của họ đó rồi đầu tiên nè Dĩ quê lầu sen sơn chữa Một cụ già, một ông già lò sen sơn Dĩ quê lò sen sơn một cụ già Chữa là cảm thấy Số mai chí chua thờ bì xa Bánh pizza mà do máy bán tự động làm ra Khăn xì lại Bố xô Nhìn ra đó thì cũng được đấy Nhìn thì cũng được Khăn xì lại là trong À, nhìn ra bổ số là cũng đẹp Tức là cũng được Tan Bì san thiên tờ Xèo tơ tố Tan là nhưng Bì san thiên tờ Nhưng so với những cái Bì san thiên à, Bì san thiên tơ cũng được Bì san thiên tơ cũng được So với những cái Mà trong các cái nhà hàng Nó làm ra Xèo tơ tố là nhỏ hơn nhiều Như vậy là Nhưng nhỏ hơn nhiều So với những cái Mà từ nhà hàng làm ra

phang chai là để ở phang chai pisa sang men thờ tôn xí. đồng thời những cái thứ mà để lên trên cái bánh pisa tức là những cái đồ ăn mà rải trên cái mặt của bánh pisa đó ở xe phang chai pisa sang men thờ tôn xí Về yeah, cân xào xe lại càng ít hơn cân xào là ít hơn cân xào dí xe càng ít hơn như vậy cái bánh nó nhỏ hơn và những cái thứ mà để lên trên bánh pisa đó những cái nhân bên trên nó là cũng ít hơn nữa cân sào y xét. Rồi tiếp nữa là một sự nhận định của người khác. Dĩ quay nì ta sẽ sơn rên huệ. Dĩ quay nì ta sẽ sơn rên huệ. Như vậy là một nữ sinh viên cho rằng hoặc là nhận định. Dĩ quay nì ta sẽ sơn rên huệ. Sâu máy chi cho cái pizza. Cái bánh pizza do máy tự động bán. Chứ chỉ lại khi mà ăn từ xì lại là chỉ cái hành động gì từ không đến có từ chưa cho đến bắt đầu như vậy suy xì lại là khi ăn hoặc là lúc bắt đầu ăn á y tiễn về pũ sang sa y tiễn về là một chút cũng không y tiễn về pũ sang sa một chút cũng không giống pizza tức là không giống cái bánh pizza chút nào cả tức là khi ăn thì cái vị nó không giống rồi Chúng ta lưu ý là dí tiễn dẹp bu là một cấu trúc dùng khá là hay đó. Ví dụ không tốt tí nào. À, con có thích xem phim Trung Quốc không? Nghĩ sự hoan khăn Trung Quốc gì mà ý hoan. Hôm nay có lạnh. hôm nay có lạnh không? Chí thân lần mà y anh dẹp bu lần. Rồi cứ dí tiễn dẹp bu. Rồi đi với một các yếu tố với đằng sau. Tiếp theo nữa Cô ấy còn giải thích thêm Cân sen là càng giống hơn Giống cái gì nè Italy bày phán chiến sản sư tờ Y trùng men bò Như vậy là cân sen là càng giống Chúng ta tìm cái từ trung tâm nó đâu Đằng sau từ tơ Cân sen y trùng men bò Men bò Càng giống một cái loại bánh mì Bây giờ cái loại bánh mì đó như thế nào Italy bày phán chiến sản sư tờ Y trùng men bò như vậy là càng giống một cái loại bánh mì mà ở miền Bắc nước Ý thường hay ăn. <laughs> Tali bày phang chiến sản chứ, chính sản là thường xuyên. Như vậy là nó không có giống pizza mà nó giống một cái loại bánh mì mà những cái người ở miền Bắc nước Ý thường hay ăn. Rồi bây giờ nó giải thích tiếp cái bối cảnh nè. Sâu mai chi phu chiên. mai chi phu phu tiên hồi nãy trong cái bản từ chúng ta có gặp tức là lân cận hoặc là gần gần cái máy bán tự động gần cái máy bán tự động này Dù y cha là có một cái cái gì dung chuẩn thùng phan phạ cho pizza tờ pizza tiền như vậy là dù y cha từ trung tâm của nó từ trung tâm của y cha này tức là có một cái tiệm bán pizza dầu y, -ja. y -ja mình cũng có thể nói là dĩ cưa sô mai chi phu chin hải dầu dĩ cưa pizza tiên có một cái cửa hàng pizza bây giờ cái cửa hàng pizza đó như thế nào dùng truyền thùng phan phả cho pizza dùng phương pháp truyền thống để làm pizza như vậy ngay chỗ này mình sẽ dịch nguyên cái slide này là uh, ở gần cái máy tự động bán đó còn có một cái cửa hàng pizza mà dùng cái phương pháp truyền thống để làm ra cái bánh pizza đó. So mai chi phu chiên khai yếu y chè, dùng truyền thống phương phả cho pizza tờ, pizza tiền. Sàng rang cân tố tờ rỉnh, muốn để cho nhiều người từ rang đây có nghĩa là để. Sàng rang cân tố tờ rỉnh, muốn để cho nhiều người, muốn để nhiều người, lại mài sâu mai chi cho pizza đến mua bánh pizza do máy tự động bán làm ra trên tờ là quả thật sự thai nạn lên là khó lắm quả thật là sẽ rất khó đó là sự nhận định như vậy và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc cái đoạn này lại một lần xin mời mọi người nghe mình đọc cái phần này có thể mọi người không cần nhìn lên màn hình nữa mà cố gắng nghe và có thể nghe đi nghe lại nhiều lần để cho chúng ta quen. Mình đọc lại một lần nữa nha. Khi nghe thấy "Go Pizza" cái tên này, bạn có thể sẽ nghĩ đây là một nhà hàng pizza. Nhưng thực ra đây mà một máy bán pizza 这种披萨售卖机只需要三分钟就能把一张披萨做好，而且能做四种披萨。最便宜的披萨四点五欧元，最贵的六欧元。人们在旁边可以看到里面的披萨是怎么做出来的。 可是，意大利人对收卖机做的披萨不太满意。让我们来看一下大家都是怎么说的。一位老先生觉得收卖机做的披萨看起来不错，但比餐厅的小得多。 而且放在披萨上面的东西也更少一些。一位女大学生认为，售卖售卖机做的披萨吃起来一点也不像披萨，更像意大利北方经常吃的一种面包。售卖机附近还有一家。 Dùng truyền thống phương pháp pizza Để pizza Và đến đây mình xin kết thúc Phần thứ bảy của chương trình Học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn Ở trình độ nâng cao này Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả Bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký Để nhận những cái thông tin mới nhất và nhớ cho thầy một like xin chào mọi người